Hi, welcome back to my channel. Start to go. Let's go. Thank you.
Ok, và tự nhiên thứ hai. Grandi cho thật chứ. One day. Let's go.
Oh my god. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển vào đây thôi, bằng cách đó là chiếc máy bay. Let's go. Let's go. Con ma đang ở dưới tầng hầm và bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng 2. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả 20 túi tiền. Ah.
Ok, Vatican thứ 4, Stickman, Equipe Live. Mình lại trở thành tướng cướp luôn. You win. iPad này thì mới cập nhật Granny. Không biết có đẹp không đây. Màu sắc đã cải thiện lên. Ok. Có vẻ là mượt hơn trước các bạn ạ.
Oh my god. Phiên bản này thay đổi cái đó là khi nhảy xuống đây là bị ngã luôn. Còn như phiên bản cũ kia thì các bạn nhảy thoải mái, không bao giờ bị gì. Ok, let's go. Đây không có đây. Thế thì cái này có thể ở trên tủ. Tủ bếp. Sanander Rashi.
Ở trong thời điểm này thì các bạn sẽ đi xung quanh map bản đồ. Và trong map bản đồ này thì sẽ có tầm khoảng 8 bức ảnh. Các bạn sẽ đi thu thập tất cả những bức ảnh lại. Khi đó thì các bạn sẽ thoát được khỏi nơi này, thoát khỏi sự bám đuổi của Slenderman. Càng ngày tìm bức ảnh càng nhiều thì ông ta sẽ xuất hiện càng nhanh, và những bước chân của ông ta đi càng nhanh. Cho nên các bạn cẩn thận. Wow, Chi đã nhắc đến ông ta, ông ta có mặt luôn. Ồ, bức ảnh thứ hai. Sẽ đi xung quanh và tìm kiếm tất cả những bức ảnh. Sau đó thì các bạn sẽ thoát khỏi nơi này, thoát khỏi sự bám đuổi của Slenderman. Càng ngày thì ông ta sẽ càng tìm các bạn nhanh hơn. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ 7. Ok, let's go. Meet the Hope, Play Hall. Ở đây là hướng dẫn các bạn cách di chuyển tới game này. Rồi, make sure now. Mom Dust, where are you? Go back to bed. Đó là quay trở lại căn phòng. Có một điều gì đó rất là nguy hiểm. Cần phải về phòng ngay. Mr. Hope, wow. Ông ta đang đi ở đường bên kia. Giật mình. Oh my god. Rồi vào tự game thứ 8. City Hill. Let's go. Xuống đây đi. Hơi yếu. Wow, ông ta bắt mình đua mấy tài chứ. Để xuống đây đi. Hôm nay mình thấy đang một khỏe hơn.
càng ngày ông ta càng trâu hơn. Trâu hơn bình thường. Wow, mày thật. Không sao. Tiếp tục là tìm kiếm bắt đầu tiếp theo. Có thể cái này nó sẽ giúp cho mình khỏe lên. Ok. Rồi. Stickman size to ha. Tiền làm gì đó. Wow, đi xong hình. Thank you.
Rồi, Roblox. Let go. Rainbow friend. Các bạn sẽ vào vòng tròn này và sẽ đợi xe buýt khi đủ xe, lúc đó sẽ đi. Đủ người là đi ngay. Trong cái game này đó là các bạn sẽ gặp một con rainbow. Và các bạn làm sao phải cùng những người bạn đi tìm kiếm chiếc hộp. Và sau đó thì sẽ đặt vào một chỗ. Khi đủ chiếc hộp đó thì các bạn sẽ hoàn thành được tự gần này. Và khi gặp rainbow thì các bạn sẽ phải trốn trong một cái thùng giấy để rainbow không nhìn thấy các bạn. Đây là 11 người. Mới được 7 người ok thôi. Còn 4 người nữa. Mười trên 11 rồi. Ok, đã đủ. Mũi tên đã bị thay đổi bằng chú Rainbow này. Welcome, I need your help. Đó và những chiếc hộp này các bạn sẽ phải đi tìm kiếm. My blood feel over. All you have to do in freezing and put some watch. Good luck. Cho anh bọn nó cầm cái đấy đi. Mỗi người tìm một chỗ cho nó nha. Rainbow đang đây. Thành công.
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, cửa lò hàng. Ở đây thì các bạn sẽ phải tiêu diệt những gã hề. Và càng ngày một lúc càng khó hơn. Nếu các bạn không cẩn thận là các bạn sẽ bị tiêu diệt lại ngay. Đó. Bắn gần như thế vẫn sợi. Rồi, mình sẽ phải bắn cẩn thận hơn. Một anh chàng đã hy sinh. Tiếp tục đi sâu vào. Anh chàng... Oh my god. Oh my god. Anh ta phát hiện ra mình khá là nhanh. Wow. Quả vừa rồi khá là giật mình. Vẫn không được. Có thể là phải bắn nhanh hơn một chút rồi. Khá là giật mình luôn. Khá khó nha. Nguyên lý của cái này đó là làm sao để tiêu diệt những anh chàng này. Nhưng mà bắn rất gần mà không hiểu sao lại bị tiêu diệt được. Đến gần đây thôi. Bắn từ đây xem nào. Vẫn chết. Wow. Khá là kinh khủng. Ok, và mình sẽ chuyển sang tới game cuối cùng. Start game. Ở đây các bạn sẽ đi chụp. Cả làm bức hình. Đây rồi. Vẫn chưa được, phải đến gần một chút nữa. Đã được, bình thứ hai. Chạy đi đâu, chạy đi cái này đó là các bạn sẽ phải đi tìm 5 con ma, sau đó chụp 5 bức ảnh. Và trong này thì sẽ có một con có thể tiêu diệt được các bạn. Cho nên các bạn phải cẩn thận. Khi gặp con đó các bạn phải chạy đi luôn. Nếu không thì nó sẽ le các bạn đến tận cùng. Đi sâu vào trong. Đây đúng là một tựa game backroom. Là một mê cung luôn. Đấy rồi, con thứ ba. Vẫn chưa được. Chạy luôn. Wow. Phải đến thật gần, rất gần. Và đứng chính giữa mới chụp được. Chuẩn các bạn nhé.
Rồi. Mình biết còn gì đây. Con này có thể le được các bạn hay sao ấy. Chạy đó, chuẩn rồi, chạy thôi. Nó sẽ tiêu được các bạn ngay. Oh my god, không có chạy được không đây. Kia còn một con nữa. Đi với con này rồi. Just game over. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.